Chào các bạn, hôm nay là chúng ta lại lên cái kênh BTV. Và hôm nay các bạn gặp một bạn, vợ chồng một bạn rất là đặc biệt. Có biệt danh mình hay đặt là Khonia. Và bạn có thể cho mọi người biết bạn tên gì và bạn kinh doanh cái gì không ạ? Chào các bạn, mình tên là Lê Trọng Thông. Hiện mình là chủ sáng lập thương hiệu Khonia, chuyên kinh doanh đặc sản khô cá lóc miền Tây. Vì sao bạn có cái tên là Khonia? Khonia không đơn giản là con khô phơi trên cái nia, gọi là Khonia. Mà thật sự Khonia nó là một cái ký ức của mình cũng như tất cả mọi người ở miền Tây Nam Bộ. Thì cái nia nhìn vào thời xưa là mỗi gia đình ở miền Tây Nam Bộ luôn có cái nia. Cái nia này treo ở trong cái gian bếp để bảo quản thức ăn, để đôi khi là cũng sử dụng cái nia để phơi khô. Thì cái hình ảnh cái nia và cái gian bếp này thường gắn liền với ngoại và mẹ của mình. Thì mình cùng đồng cảm với các bạn mà thường ở miền Tây. Thì thông qua cái sự đồng cảm đó và một cái ký ức mà khắc sâu ở trong lòng mình và những người con của miền Tây, thì mình đặt thương hiệu là Khonia, mong muốn là trong thời buổi hiện đại bây giờ nhìn những cái hình ảnh, muốn tìm những cái hình ảnh về cái nia, về cái gian bếp hồi xưa rất là khó, cho nên mình mong muốn đặt cái tên thương hiệu là Khonia để nhằm gợi nhớ lại những cái câu chuyện mà những ký ức thân thuộc về một thời mình đã trải qua. Cái câu chuyện các bạn đã chơi, cái câu chuyện về cái thương hiệu Khonia nó rất là tuyệt vời. Bạn cũng mặc một cái áo và cái khăn tròn cũng rất là thú vị. Bạn có thể cho mọi người biết là vì sao bạn có cái phong cách mặc đồ nó như vậy không ạ? Mình là người con của miền Tây, và ngày xưa thì tất cả mọi người ở miền Tây đều mặc cái áo bà ba này và khăn rằn, cả nam và nữ luôn. Nhưng mà bây giờ các bạn có dịp đi du lịch ở dưới miền Tây thì rất ít những người mà mặc những bộ đồ giống như mình giống vậy. Thì thông qua cái việc mình hay mặc cái bộ đồ này là thứ nhất là về tính tiện dụng, và mình cảm thấy rất là thoải mái khi mặc cái bộ đồ này. Với lại đây là một cái để nhận diện được mình là người con miền Tây, luôn khát khao mong mỏi truyền một cái thông điệp ý nghĩa của quê hương miền Tây mình đến tất cả mọi người. Nghĩa là cái cá lóc miền Tây là nổi tiếng về cá lóc đúng không? Dạ đúng. Và cũng là cái phong cách của đồng bào Nam Bộ đúng không? Dạ. Nên là bạn muốn đưa cái thương hiệu, đưa cái phong cách này đúng không? Dạ. Vào trong cái thương hiệu Khonia của mình. Từ cái ý tưởng nào, từ cái suy nghĩ nào mà bạn lại quyết định chọn cái Khonia để ra làm kênh cho anh? Đây là một cái câu chuyện mà mình tin là trên đời này có phải có chữ duyên và chữ cớ. Thì cái câu chuyện nó thế này, là khi mà mình chưa lập gia đình á, lúc đó mình mới quen Loan, là bà xã mình hiện tại bây giờ, thì mình dẫn về nhà mình chơi ra mắt gia đình. Thì vào đúng ngay cái dịp đó là cái dịp mùa nước nổi. Thì cái dịp mùa nước nổi đó thì có rất là nhiều món mà mẹ mình làm á, là lẩu cá linh bông súng nè, chuột chiên đó, rồi khô cá lóc nướng chấm mắm me, rồi gỏi khô cá lóc. Thì trong cái buổi tiệc nho nhỏ gia đình của mình với Loan như vậy á, mình quan sát được, ủa sao cô này cổ ăn thích hai cái món khô cá lóc quá vậy. Sau trong cái buổi đó thì mình mới hỏi, ủa sao nãy ăn mấy món đó dữ vậy? Cái Loan mới trả lời, ừ cái nó ngon mà. Rồi mình cũng thắc mắc, ủa tại sao cô này ở miền biển, thường á là dân miền biển rất ít khi thích khô ở miền Tây, rất không thích khô của nước ngọt. Nhưng mà không biết sao cô này cô thích quá. Xong rồi mình cũng hỏi à, nói em không biết sao nữa, em không biết sao mà ăn cái khô này em thấy ngon quá chừng. Từ lần đầu tiên em mới ăn luôn mà em thấy ngon lắm.
Đó, rồi mình cũng qua bên nhà của Lon để mình ra mắt ở bên nhà Lon, rồi mình cũng mang cái khô cá lóc này nè. Mình qua mình tặng cho gia đình ở bên đó, rồi mình cũng làm một số món đó mình đãi gia đình. Sau khi đãi gia đình xong mình rồi mọi người ai cũng khen ngon hết trơn. Ồ, cái mình thấy có cái gì nó vui vui á, có nghĩa là mình mang được cái đặc sản của mình đó cho tới người khác mà người khác kêu vui. Đó, thông qua cái khô cá lóc, thế là hai đứa mình cưới nhau nhờ con khô cá lóc. Các bạn rất tuyệt vời mà. Rồi ông em xin tiếp đó là sau đó mình đăng cái một status ở trên Facebook đó là 3 tháng sau mình lấy vợ. Thì bạn bè mới mà nhắn tin vô hỏi: "Ôi sao mày lấy nhanh quá vậy? 3 tháng mà mày lấy vợ rồi?" Nó ơi cũng giờ con khô cá lóc nè. Cái bà nhiều cũng nhiều bạn hỏi như vậy: "Ủa cô cá lóc tao thấy đâu có cái gì ngon đâu. Rồi sao mày cưới được vợ hay quá vậy?" Đó thì mình mới nói chuyện với Lân, xong rồi cái hai đứa mình suy nghĩ: "Ủa tại sao mình ăn thấy ngon mà mọi người trong gia đình ăn thấy ngon mà bạn bè mình ăn không thấy ngon?" Thì chắc là có một cái vấn đề gì đó, hay là mua cá không đúng chỗ, mua cá không được ngon, cho nên là người ta nghĩ khô cá lóc không được ngon lắm. Nhưng mà khi mà đi du lịch chỗ này chỗ kia thì mọi người hay đồn mới là khô cá lóc ở miền Tây rất là ngon, nhưng mà mua về ăn thì không ngon. Đó chính vì cái lý do mà cái trăn trở như vậy á, mình với Lon mới quyết định là đồng lòng với nhau để xây dựng cái thương hiệu khô nia chuyên kinh doanh về các đặc sản khô, đặc biệt là khô cá lóc miền Tây. Wow, vừa rồi các bạn nghe cái câu chuyện của phải nói là vợ vợ chồng Khonia thì đúng 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 hơn, đúng không các bạn? Nó rất là thú vị, ok chưa? Vậy thì bạn có thể là chia sẻ cho mọi người biết chút xíu là khi ra trường thì mọi người xin việc rồi đi làm, bạn có trải qua cái giai đoạn đó không ạ? Vào năm thứ hai khi mà học về cao đẳng công nghệ thông tin đó, thì vào năm đó thì có một bạn dẫn rủ mình đi kinh doanh, rủ mình đi kinh doanh, nhưng mà lúc đó mình cũng không biết làm cái gì đó, thì cũng lấy hàng đi bán vậy thôi. Nhưng mà lúc đó mình làm một thời gian sau mình thất bại, nghĩa là lúc đó là kinh doanh về phụ kiện laptop á, phụ kiện máy tính, kinh doanh một thời gian sau rồi xong rồi mình cũng nghỉ. Nhưng mà lúc đó có một cái điều mà mình cảm thấy rất là vui, có nghĩa là mình tham gia mình thấy mình đam mê, mình yêu thích cái công việc kinh doanh này quá, và mình sau sau khi hoàn thành tốt nghiệp xong cái khóa cao đẳng công nghệ thông tin đó xong, mình cũng có xin một vài chỗ làm, nhưng mà mình cảm thấy trong lòng mình có một cái gì đó mà mình không thoải mái khi làm việc ở những cái công ty này. Và mình nhớ lại ngày xưa vào năm 2 đó, mình đi ra ngoài mình kinh doanh, mình cảm thấy ô sao cuộc đời nó thoải mái, nó vui vẻ quá vậy. Và thế là mình quyết định là mình mày mò, mình nghiên cứu, mình tiếp tục là dấn thân trên con đường kinh doanh. Vậy là bạn có cái máu kinh doanh từ lúc đại học rồi. Bà xã bạn có máu kinh doanh không? Dạ có này. Bạn có kể sơ về bà xã mình chút. Bà xã mình là coi như là máu kinh doanh lên tới nóc á. Là nghe kể hồi xưa á, là bà xã mình á, thời nhỏ còn học cấp 1 là đi ở nhà có cái vườn tiêu ở phía sau á, là cứ đi học về cái là xách cái rổ ra ở phía sau giường, cứ lượm tiêu rụng, lượm cái tiêu vụn rong về rồi đãi vỏ rồi phơi. Làm thế mà học tới lớp 5, lớp 6 mà trong túi là có tiền 200-300 ngàn ở trong túi rồi. Thì cô ấy là có một cái duyên, có một cái khiếu kinh doanh từ rất là nhỏ, và cái con đường của Loan đó là cứ gắn liền với công việc kinh doanh cho tới tận bây giờ luôn. Hai vợ chồng ra khởi nghiệp Kony từ cái giai đoạn mà bắt đầu có bé. Vậy thì nó có những cái khó khăn gì trong cái giai đoạn nào ạ? Bạn có thể kể câu chuyện. Thì cái câu chuyện là khó khăn thì trong trong quá trình mang thai á, thì cũng không khó khăn gì nhiều. Vợ vợ của mình á, hạn chế đi tới đi lui, chủ yếu là làm những công việc văn phòng, cũng không khó khăn gì nhiều. Nhưng mà tới giai đoạn mà lúc mà Loan sinh á, tới giai đoạn đó thì bắt đầu là tất cả mọi công việc
của Konia là mình làm từ A cho tới Z hết. Và đúng ngay lúc đó thì mình coi như là rất là bối rối trong trong cái việc mà làm sao sắp xếp cho mọi việc kinh doanh nó ổn thỏa hết. Thì dần qua sau một thời gian khi mà Loan sanh xong rồi cũng ổn định về cuộc sống, chuẩn bị tinh thần tất cả mọi cái tốt rồi, thì xảy ra tiếp một cái trường hợp tiếp theo á, là con bị bệnh đó. Lúc con bị bệnh đi chích ngừa á, con sốt rồi có khi á, hai vợ chồng phải thức đêm để chăm cho bé, rồi để làm sao hạ sốt cho bé xuống, không để sốt cao quá. Rồi kinh doanh thì có hai vợ chồng thôi, cứ lây hoay việc giao hàng, gọi điện chăm sóc khách hàng, rồi bán hàng. Thì có những cái giai đoạn đó cảm thấy rất là coi như là mọi công việc đổ dồn về mình rất là nhiều hết, chỉ có lo phụ mình trong những cái giai đoạn mà rảnh rỗi rồi khi bé ngủ thôi. Thì có những cái giai đoạn đó thì chỉ phụ được mình khoảng thời gian ngắn như vậy, là một ngày khoảng chừng 2 tới 3 tiếng, còn hoàn toàn tất cả mọi việc lại là của mình làm hết. Thì hai vợ chồng mình cũng không có người giúp việc, cũng không có người giúp việc để phụ, thì hai vợ chồng cứ nương tựa nhau ra, cứ hỗ trợ lẫn nhau, được khoảng thời gian nào thì cứ làm khoảng thời gian đó, chứ cũng không giải quyết được, phục vụ được khách hàng một cách tốt nhất như cái mình mong muốn được. Mình thật sự là mình rất mong muốn phục vụ được rất là nhiều khách hàng, nhưng mà đôi khi mình hạn chế về một số công việc gia đình, cho nên là mình chưa phục vụ được cái việc đó. Vậy hóa ra bé nó ra đời nó cũng dạy cho bố và mẹ cái cách làm việc hiệu quả hơn đó chứ, đúng không ạ? Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết là khi mà chúng ta ra kinh doanh đó, chúng ta cần phải có kiến thức, cần phải học không? Dạ, lúc đầu là những cái ngày đầu tiên kinh doanh á, thì nghĩ sao thấy người ta làm sao thì mình cứ làm như vậy thôi, chứ cũng không có cần kiến thức gì nhiều. Xong rồi mình làm thì trong quá trình mình làm mình sẽ vấp ngã rất là nhiều trận. Thật ra mình nếu mà tính về cái khoảng thời gian khởi nghiệp của mình khởi nghiệp tới 3 lần rồi. Đầu tiên là mình làm về phụ kiện, linh kiện dành cho máy tính nè. Thứ hai là mỹ phẩm về tóc nè. Thứ ba là về hàng tiêu dùng. Thì có những cái khoảng thời gian á, mình rất là vất vả, không giải quyết được vấn đề doanh thu về làm sao mà để bán được hàng. Thì có những khoảng thời gian mà ăn một củ bí đao như vậy nè, với một chén gạo á, một ngày mình ăn một chén gạo như vậy, mình chia ra làm 3 lần củ khúc bí đao như vậy, cắt làm 3 lần á, cho vô vào cái nồi để kho lên mà ăn, xong suốt 3 tháng trời đó. Có những cái khoảng thời gian nó khó khăn đến như vậy á, mà mình cứ cố gắng, ví dụ như mà mình thiếu kiến thức thì mình cố gắng mình tìm kiếm chỗ này một chút, mình chỗ kia một chút, mình hỏi bây giờ giúp em đi, bây giờ giúp em đang thiếu cái này, em làm không được nè, giúp em đi. Thì trong quá trình thời gian như vậy đó, thì mình cảm thấy là mình học được từ chính bản thân, từ chính trải nghiệm của mình, và học được từ người khác rất là nhiều. Và những cái kiến thức mà ở trường á, thì chỉ hỗ trợ về cho mình cái phần nền thôi, nhưng mà còn khi mà ra ngoài đời mà kinh doanh á, từ chính bản thân, cái suy nghĩ của mình á, làm sao phục vụ tốt khách hàng, thì lúc đó mình mới ra được những cái bài mà làm sao để làm cho khách hàng họ hài lòng và mình bán được hàng trong khoảng thời gian đó. Cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết đến Bi cho nên như vậy? Một lần là hai vợ chồng mới cưới nhau, thì lúc đó là hai vợ chồng quyết định kinh doanh, nhưng mà đã rút kinh nghiệm những lần trước đây hai vợ chồng kinh doanh không thành công, bởi vì phát hiện ra mình đang thiếu một cái gì đó, một về kiến thức, về kinh nghiệm, về người hướng dẫn. Thì cũng có một lần đó mình nghe được thông tin là một người bạn giới thiệu về Bi Training, thì hai vợ chồng mình quyết định tới Bi Training để học những cái lớp đầu tiên, những cái buổi đầu tiên, được chia sẻ, được thầy chia sẻ những cái mà hai vợ chồng mình đã trải nghiệm rồi đó. Mình cảm thấy sao
những bài học của thầy chia sẻ sâu sắc quá, những bài học chia sẻ sâu sắc quá mà nó đúng vào những cái giai đoạn mà mình khó khăn nhất, mà mình giải quyết những cái bài toán của hai vợ chồng mình. Thì hai vợ chồng mình quyết định là tham gia và theo học những cái lớp của Petrolin. Và cho tới bây giờ thì cái việc mà kinh doanh khô cá lóc á, nó đem lại cho bạn niềm vui là cái gì? Niềm vui khi mà mình kinh doanh khô cá lóc á, cái đó là giống như là một niềm vui chung của hai vợ chồng mình, chung với những người con của miền Tây, những người con ở quê hương mình ở Long An. Thì khi mà tại vì hai vợ chồng mình luôn trăn trở vì sao khách hàng hay mua khô cá lóc không ngon. Mua khô cá lóc không ngon rồi tại vì nghe tiếng nó ngon quá rồi người ta cũng mua ăn dùng thử. Nhưng mà họ lại bị thất vọng với cái điều đó. Họ không ăn được khô cá lóc ngon. Trong khi đó mình đang có cái con khô cá lóc mà ăn nhiều người, khoảng 90% khách hàng của mình sau khi mua và sử dụng họ đều phản hồi lại là rất là tích cực và khen cái sản phẩm khô cá lóc của mình. Có những cái anh chị ở bên nước ngoài, bên Việt Kiều được người thân gửi ở bên đây qua ở nước ngoài ăn, họ cũng nhắn tin về, họ cảm ơn, họ ủng hộ. Thì chính vì những cái chia sẻ của khách hàng như vậy đối với mình thì hai vợ chồng mình vui lắm. Nó là một cái gì đó để thôi thúc hai vợ chồng mình muốn xây dựng và phát triển khô nia này lên, muốn mang tới khô cá lóc này đến cho tất cả mọi người, phục vụ được mọi người nhiều hơn. Rất là tuyệt vời. Vậy thì mọi người mà họ xem được đoạn video này, cái đoạn video này sẽ được lan tỏa đi rất là nhiều nơi trên cái kênh của BTV. Vậy thì mọi người muốn liên hệ với Khô Nia thì mọi người phải liên hệ như thế nào? Hiện tại thì Khô Nia có website là khocalocmientay.com hoặc là trang khonia.vn. Thì hai trang web đó các bạn có thể vào đó để liên hệ với Khô Nia, hoặc là trang fanpage khô cá lóc miền Tây chấm khô nia là các bạn đã liên hệ được với tụi mình. Hoặc là bạn lên Google, bạn sợ chữ khô nia là bạn sẽ tìm được thấy rất rất là nhiều thông tin về khô nia trên internet. Rất là tuyệt vời. Bạn có dự kiến là mở hệ thống đại lý, phát triển thêm đại lý bán khô nia ở khắp mọi miền không ạ? Và mọi người mà họ muốn kinh doanh thì họ liên hệ với bạn như thế nào? Họ phải làm những gì? Thì hiện tại mình đã triển khai cái hệ thống phát triển đại lý rồi. Hiện tại là ở trên toàn quốc là có khoảng hơn 10 đại lý mình hoạt động trên toàn quốc, và hiện tại họ đang làm việc họ cùng mình để mang cái đặc sản này đến cho tất cả mọi người. Thì cái mình rất là sẵn sàng, mình rất là welcome tất cả các bạn mà muốn hợp tác mình làm việc chung với nhau, thì mình cùng nhau giúp đỡ mà phát triển, cùng nhau đi lên. Thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại cá nhân của mình 0901 449 429 hoặc là trang cá nhân của mình lê.trọngthong.com hoặc là trang facebook Lê Trọng Thông. Thì các bạn sẽ liên hệ với mình và mình sẽ trao đổi về chính sách đại lý và cũng như là cách thức mình làm việc hỗ trợ nhau như thế nào. Rất là tuyệt vời. Bạn có thể, nếu mà một lời nói và một lời chia sẻ ruột gan của mình ra cho những cái bạn đang khởi nghiệp thì đó là cái lời khuyên gì? Mình có hai cái lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất là hành động. Lời khuyên thứ hai là hãy dành hết thời gian, đa số thời gian của mình dành cho khách hàng. Tại vì người khách hàng, người sẽ mang niềm vui đó cho mình, người mang đến cho mình những cái cơ hội, và mình cảm thấy vui khi phục vụ được khách hàng. Và đặc biệt là bạn phải hành động để phục vụ được khách hàng. Nhưng nếu bạn suy nghĩ nhưng mà bạn không phục vụ được, bạn không hành động thì bạn sẽ không phục vụ được khách hàng. Thì các bạn nào mà có ý định ra khởi nghiệp thì việc đầu tiên bạn phải quyết liệt, cho dù sợ hay không sợ thì đều phải hành động. Rất là tuyệt vời. Các bạn quan tâm tới Khô Nia hoặc là liên hệ với bạn Thông thì vừa rồi các bạn có thông tin rồi đó. Chúng ta có khoảng 20 phút để chúng ta trao đổi với cái câu chuyện tâm sự với bạn Phong rất bạn Thông rất rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Vâng.